chào quý bạn và các bạn, mình sẽ đập hộp bánh tráng. Đây là bánh tráng trộn nha. Ok. Team sẽ đẩy camera xuống và cua ra. Đấy. Đây là bánh tráng. Rất tuyệt vời. Em sẽ quẳng nó đi. Đây thì bên trong chúng ta sẽ có một loại bánh tráng và rất là nhiều loại bánh tráng, cũng có một số trái phụ da và xoài rau này nọ và một đôi đũa. Bây giờ chúng ta sẽ lấy cục rung ra và chúng ta sẽ đi vào các phụ kiện bên trong. Ok, và đây là bút S Pen, được tặng hai bút S Pen luôn. Có thương hiệu đôi đũa. Ở bên trong này là các dây điện đồ này nọ trong cái máy này, trong cái bịch này. Ở đây là thành phần chính bánh tráng, nó được chiết xuất từ bột gạo nha, hay là bột gì đó tùy vào các bạn muốn làm. Ok, bây giờ anh Lộc sẽ ăn thử. Anh đang cho cảm giác về sau khi ăn miếng bánh tráng này rất là ngon. Ok, nó hơi cay. Cảm thấy là được. Rồi, bánh tráng này có thể bán rẻ ở